ông Trump và bà Harris ngang ngửa tại các bang chiến trường. Phe Dân Chủ lo bà Harris không được lòng cử tri. Ông Putin sẽ không chúc mừng người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump và Harris ngang ngửa tại các bang chiến trường. Sát ngày bầu cử Tổng thống Mỹ, một xu hướng bất ngờ đang xuất hiện sau kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cử tri. Theo đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ngày càng thu hẹp khoảng cách với bà Harris, thậm chí bứt phá tại một số bang quan trọng. Một cuộc thăm dò gần đây của tờ Wall Street Journal cho thấy bà Harris và ông Trump đang có tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa nhau tại 7 bang chiến trường quan trọng nhất. Cuộc thăm dò được thực hiện với 600 cử tri đã đăng ký tại mỗi bang chiến trường trong khoảng thời gian từ 28 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10, biên độ sai số là 4%. Kết quả thăm dò cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris dẫn trước 2% tại bang Arizona, Georgia và Michigan. Cựu Tổng thống Trump dẫn trước 6% tại Nevada và 1% tại Pennsylvania. Hai ứng cử viên nhận được tỷ lệ ủng hộ ngang ngửa nhau tại North Carolina và Wisconsin. Nhiều cử tri cho biết họ ủng hộ ông Trump về tình hình kinh tế và nhập cư. Nhiều người khác tin tưởng bà Harris về các vấn đề nhà ở và chăm sóc sức khỏe. Các cuộc thăm dò cử tri tại các bang dao động hay gọi là bang chiến trường có thể là một chỉ báo quan trọng, vì kết quả của đại cử tri đoàn theo từng bang sẽ quyết định người chiến thắng. Kết quả cân sức này phản ánh cuộc đua sít sao trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, trong bối cảnh cử tri Mỹ đang có những lo ngại về kinh tế, vấn đề nhập cư, quyền phụ nữ khi lựa chọn giữa hai ứng viên. Cuộc đua đang ở thế cân bằng. Nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng hòa David Lee nói, ông đã tiến hành cuộc khảo sát với đảng viên Dân chủ Michael Bosian. Thăm dò gần đây của Reuters Ipsos cũng chỉ ra một cuộc bám đuổi sít sao giữa hai ứng cử viên, trong đó bà Harris dẫn trước ông Trump với kết quả 46-43. Đây là lần tranh cử tổng thống thứ ba của ông Donald Trump, 78 tuổi, ứng viên của Đảng Cộng hòa. Ông tập trung vào các vấn đề kinh tế và nhập cư với kế hoạch như trục xuất hàng triệu người nhập cư, tăng mạnh thuế quan và cải cách chính phủ. Bà Kamala Harris, 59 tuổi, đã trở thành ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ sau khi tổng thống Joe Biden rời khỏi cuộc đua và chuyển giao ngọn đuốc cho bà. Bà Harris từng là thượng nghị sĩ, tổng trưởng lý bang California và công tố viên địa phương. Bà đang nỗ lực đưa ra một tầm nhìn mới cho nước Mỹ và khôi phục liên minh cử tri của Đảng Dân chủ, bao gồm người trẻ, người da màu, phụ nữ ở vùng ngoại ô, đồng thời thu hút một số cử tri của Đảng Cộng hòa. Phe Dân chủ lo bà Harris không được cử tri nam ủng hộ. Phe Dân chủ của bà Harris lép vế cho ông Trump ở nhóm cử tri nam giới, cho rằng họ không muốn phụ nữ lãnh đạo đất nước. Loạt cuộc thăm dò tuần này cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris vượt trội so với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump ở nhóm cử tri nữ, nhưng không dẫn trước ở nhóm cử tri nam. Thậm chí, trong một số cuộc khảo sát, bà Harris bị cựu Tổng thống bỏ xa hơn chục điểm phần trăm ở các bang chiến trường. Theo cuộc khảo sát của New York Times và Đại học Siena College, ở nhóm cử tri nam nhiều khả năng đi bỏ phiếu. Ông Trump dẫn trước bà Harris với cách biệt rất lớn trên toàn quốc là 51% so với 40%. Các chiến lược gia Đảng Dân Chủ cho rằng bà Harris cần thu hút sự ủng hộ của cử tri nam da màu và gốc Latin nếu muốn đánh bại ông Trump, người đang chiếm ưu thế ở cả hai nhóm này. Kết quả thăm dò của USA Today và Đại học Stanford cho thấy, ở bang chiến trường Arizona, 51% nam giới gốc Latin trong độ tuổi từ 18 tới 34 ủng hộ ông Trump, 39% lựa chọn bà Harris. Sự ủng hộ dành cho cựu tổng thống còn lớn hơn trong nhóm nam giới gốc Latin ở độ tuổi 35 tới 49, trong khi 57% chọn ông Trump và chỉ 37% chọn phó tổng thống. Đây không phải là vấn đề mới, song phe Dân chủ ngày càng lo lắng hơn khi ngày bỏ phiếu chỉ còn cách chưa đầy một tháng. Chiến lược gia của Đảng Dân chủ lo lắng, tôi nghĩ không phải tất cả mọi người đều hiểu vấn đề nghiêm trọng mà chúng ta đang đối mặt. Không phải cử tri nam da màu hay gốc Latin, mà là nam giới nói chung. Một nhà tài trợ của Đảng Dân Chủ thậm chí tỏ ra bi quan hơn khi cho rằng chúng ta đã thua hẳn với nhóm cử tri nam, ít nhất là trong mùa bầu cử này. Đảng Dân Chủ cáo buộc một số cử tri nam chọn ông Trump do kỳ thị phụ nữ, chưa sẵn sàng ủng hộ phụ nữ đảm nhận chức vụ cao nhất của đất nước. Chiến lược gia của Đảng Dân Chủ cho biết bà Harris đang gặp khó khăn ở nhóm cử tri nam giới với lý do tương tự bà Hillary Clinton. Thái độ kỳ thị phụ nữ cũng như tư tưởng lỗi thời về việc ai sẽ làm tổng thống vẫn tồn tại. Bà Hillary Clinton, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, thua ông Trump 11 điểm phần trăm ở nhóm cử tri nam, trong khi Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm đạt tỷ lệ ủng hộ tương đương ở nhóm này vào năm 2020. Khi được hỏi tại sao bà Harris không được đa số cử tri nam ủng hộ, chiến lược gia của Đảng Dân Chủ cho rằng
Thật ngớ ngẩn khi phải nói điều này ở năm 2024, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng bỏ phiếu cho một phụ nữ làm Tổng thống Mỹ. Bà Harris có thể đang đi đúng hướng về các vấn đề như phá thai, nhưng những vấn đề quan trọng khác để thu hút cử tri nam da màu như việc làm và bạo lực của cảnh sát vẫn chưa được Phó Tổng thống ưu tiên. Nhóm của bà Harris đang tìm cách thu hút cử tri nam trong giai đoạn cuối của chiến dịch tranh cử. Đối với cuộc bầu cử vô cùng xích sao, việc giành được lá phiếu của mọi nhóm cử tri sẽ rất quan trọng để có được chiến thắng. Đảng Dân Chủ đang nỗ lực tiếp cận nam giới và thanh niên ở mọi nơi. Trong buổi vận động cho bà Harris ở bang chiến trường Pennsylvania hôm 10 tháng 10, cựu Tổng thống Barack Obama đã chỉ trích những cử tri nam giới da màu chần chừ ủng hộ bà Harris vì không muốn phụ nữ làm Tổng thống. Ông Biden lệnh bảo vệ ông Trump như Tổng thống đương nhiệm. Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để bảo vệ ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump trước ngày bầu cử. Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu tăng cường thêm nguồn lực, bao gồm cả máy bay quân sự, để bảo vệ ứng viên Đảng Cộng hòa trong những ngày cuối cùng trước ngày bầu cử. Sau hai nỗ lực ám sát ông Trump trong những tháng gần đây, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống đã liên lạc với Nhà Trắng và cơ quan mật vụ để yêu cầu thêm nguồn lực quân sự trong việc bảo vệ ứng viên Tổng thống. Khi được hỏi về thông tin trên, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông đã chỉ đạo các nhà chức trách cung cấp cho ông Trump tất cả những gì ông ấy cần, miễn là ông ấy không yêu cầu máy bay chiến đấu F-15. Ông Biden nêu rõ, tôi đã chỉ đạo các nhà chức trách cung cấp cho ông ấy mọi thứ ông ấy cần, như thể ông ấy là một tổng thống đương nhiệm, cung cấp cho ông ấy mọi thứ mà ông ấy cần. Yêu cầu về nguồn lực quân sự bảo vệ ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, bao gồm máy bay và phương tiện để phục vụ cho hoạt động đi lại của ông Trump giữa các sự kiện vận động tranh cử, và mở rộng quyết định về hạn chế bay tại nhà riêng và các cuộc meeting của ông. Tuy nhiên, các báo cáo của New York Times, Washington Post và CNN không đề cập với việc liệu chiến dịch tranh cử của Đảng Cộng Hòa có muốn hỗ trợ máy bay chiến đấu để hộ tống ông Trump hay không. Đối thủ tranh cử của ông Trump, bà Kamala Harris, được lính thủy đánh bộ Mỹ bảo vệ với tư cách là phó tổng thống và sử dụng máy bay quân sự Mỹ được chỉ định là không được hai. Cơ quan mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ các ứng viên tổng thống xác nhận họ đã nhận được yêu cầu tăng cường bảo vệ cho ông Trump, nhưng không tiết lộ chi tiết. Cựu tổng thống đang nhận được mức độ bảo vệ cao nhất và lưu ý rằng cơ quan này sẽ tiếp tục điều chỉnh khả năng bảo vệ khi cần thiết để giải quyết các mối đe dọa đang xuất hiện. Mật vụ Mỹ đã bị chỉ trích sau vụ ám sát đầu tiên nhằm vào ông Trump hồi tháng 7, dẫn đến việc giám đốc của cơ quan này phải từ chức. Kể từ đó, cơ quan mật vụ đã tăng cường các biện pháp bảo vệ ông Trump, bao gồm việc sử dụng máy bay không người lái, công nghệ chống máy bay không người lái và các hệ thống giám sát khác. Ông Trump thoát chết trong gang tấc vào tháng 7 tại Butler, Pennsylvania, sau khi một nghi phạm 20 tuổi bắn những phát súng từ trên nóc nhà, xuyên qua tay ông Trump khiến một khán giả thiệt mạng. Vào tháng 9, một nghi phạm khác bị mật vụ bắt giữ sau khi đối tượng này bị phát hiện gần sân golf của ông Trump ở Florida, dường như đang cố gắng thực hiện một vụ tấn công. Tháng trước, ông Trump tuyên bố có mối đe dọa lớn từ Iran đối với tính mạng của ông, sau khi ông và đội ngũ của mình gặp gỡ các đại diện từ Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia. Cơ quan này từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về cuộc gặp, mặc dù chiến dịch tranh cử của ông Trump nói rằng họ tập trung vào các mối đe dọa thực sự và cụ thể từ Iran nhằm ám sát ông trong nỗ lực gây bất ổn và gieo rắc sự hỗn loạn tại Mỹ. Ông Putin sẽ không chúc mừng người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin có thể không chúc mừng người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Theo RT, trong một cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 11 tháng 10, ông Peskov nói, ai thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cũng không quan trọng. Trả lời cho câu hỏi liệu Tổng thống Putin có chúc mừng người chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay không, ông Peskov cho hay, tôi cho là không, sau cùng thì Mỹ là một quốc gia cực kỳ không thân thiện. Thuật ngữ quốc gia không thân thiện đề cập tới các quốc gia mà Moscow cho là đã có hành động thù địch chống lại Nga và người dân nước này. Mỹ, Anh và các quốc gia Liên minh châu Âu nằm trong danh sách của một số quốc gia khác. Quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ lao dốc vào năm 2022 khi Washington và các đồng minh áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt kinh tế với Moscow sau xung đột Ukraine leo thang. Hơn nữa, Nhà Trắng đã cung cấp cho Kiev viện trợ kinh tế và quân sự đáng kể. Các quan chức Nga đã lên án động thái của Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington đóng vai trò trực tiếp trong các cuộc giao tranh. Ông Peskov trước đó đã nói rằng quan hệ Nga-Mỹ đã xuống mức thấp kỷ lục trong nhiệm kỳ Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden. Ông nói thêm rằng không có triển vọng nào cho sự cải thiện. Tổng thống Putin đã chúc mừng ông Donald Trump và ông Joe Biden sau khi các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ kết thúc vào năm 2016 và năm 2020.